Thầy Tuấn xin chào tất cả con học sinh. Giờ học ngày hôm nay thầy Tuấn sẽ dạy các con bài tập vận động tuần 3. Trước khi vào phần bài học vận động tuần 3, thầy xin mời tất cả con chúng mình cùng thực hiện khởi động. Các con chú ý, hai tay nằm theo hai khớp của tay kia cho lần bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai tay đang nào sẽ quyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xuống lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai tay lên cao, giữ bỏ vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai tay chống hông cho con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai tay bao gối chân gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chân trái bước trước. Em gọc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai chân ngang ngang. Thực hiện em nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bài tập bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bài tập chạy đổi chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bài tập 1. Tư thế chuẩn bị, hai chân đứng rộng hơn vai, hai tay dang ngang bằng vai, thân người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng. Nhịp 1, các con từ từ hạ thấp thân trên, tay phải chạm mũi chân trái, tay trái đưa lên cao, mắt nhìn theo mũi chân trái. Sau đó chúng ta trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 2, thực hiện tay trái chạm mũi chân phải, tay phải đưa lên cao, mắt nhìn mũi chân phải. Sau đó chúng ta trở về tư thế chuẩn bị. Các nhịp tiếp theo,
thực hiện giống nhịp 1-2. Bài tập chạy đổi chân, tư thế chuẩn bị: chân phải đứng trước, chân trái đứng sau, chân phải hơi chung gối, tay trái đưa về trước cuốn góc về thân người, tay phải đưa chết về sau. Nhịp 1, dùng lực của chân kết hợp với lực đánh tay, bật đưa chân trái về phía trước và chân phải về sau, tay phải đưa góc về thân người, tay trái đưa về sau. Nhịp 2, chúng ta thực hiện bật đổi chân phải lên trước, chân trái về sau, tay trái vuông góc với thân người và tay phải đưa chết về sau. Các nhịp tiếp theo chúng ta thực hiện giống nhịp 1-2. Yêu cầu thực hiện 10 nhịp. Bài tập thả lỏng. Hai tay lên cao, hít sâu, cúi xuống từ từ thở ra. Các con chú ý, hai tay lên cao, hít sâu, từ từ cúi xuống thở ra. Lên cao, hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít sâu. Thank you.